Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc nhá. Và bây giờ mình đang đi từ đây là Vĩnh Bảo các bạn ạ. Đây là đường đi ra bến Phà Bầu, bến Phà Bầu của Vĩnh Bảo. Đấy. Và mình đang trả khách rồi. Và bây giờ thì đi về thì mình muốn quay lại cái cung đường này để gọi là thứ nhất là review, thứ hai là lưu lại cái kỷ niệm cho cuộc đời mình hưng phấn là lần đầu tiên mình đi qua cái bến Phà Bầu này. Thực ra thì mình cũng không nghĩ là đất Hải Phòng thì lại có đến những cái bến phà, có những cái chuyến đường như thế này. Thì hôm nay đi là có 3 xe đi, kia là đằng trước kia có một xe kia rồi đấy, và người anh em đang đứng đây và chúng ta đi hết đường xấu rồi, bây giờ về sẽ đến đường đẹp đấy. Vĩnh Bảo chúng ta vẫn còn rất nhiều cánh đồng này đấy, cánh đồng bên này các bạn, cánh đồng lớn mênh mông bao la bát ngát đấy. Ôi giời, vẫn còn một anh taxi đằng sau nữa đấy. Đấy, đái ở đây thì đúng là thoải mái rồi, khoan khoái rồi, đái ở đây cũng sung sướng rồi, chỗ này là chỗ đái tuyệt vời rồi. Có khả năng là mình cũng phải đi vệ sinh một cái nhỉ, hay đấy. Nơi này thiên cảnh nhưng mà đằng sau đít lại có nhiều người quá. Thế mình sẽ khả năng là mình sẽ tìm một cái chỗ nào đó để có hai anh taxi đằng sau này có thể vượt được mình. Đấy thì mình sẽ kiếm một cái chỗ để mình đi vệ sinh. Ở đây thì trời đất đang âm u và trời về chiều sắp mưa rồi, có thể là sẽ lạnh trong đêm tối ngày hôm nay trong cái mùa Covid này. Sáng thì rét, chiều thì rét, nhưng mà trưa thì lại nóng bỏ người ra. Thì thật ra thì cuộc sống này chúng ta biết rằng là cái thời tiết và cái mùa của miền Bắc là cái mùa này thì là cái biên độ nhiệt nó rất là rộng, biên độ nhiệt nó rất là rộng và rất là dễ ốm, cộng thêm là chúng ta đang phòng chống dịch Covid nữa, cho nên là nó rất là quan trọng. Về cái vấn đề sức khỏe là chúng ta phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Đấy thì mình sẽ kéo kính lên một tí để cho nó giảm bớt cái gió đi vào trong xe. Đấy, ở đây có những con đường. Đấy, đường này xấu quá. Úi giời. Đấy. Thật cẩn thận. Có khả năng là phải kiếm chỗ vệ sinh chứ bây giờ là không còn chỗ nào vệ sinh nữa nhỉ. Check sang trái. Úi giời. Đây là đi về đường này là đường Trấn Dương các bạn. Đây là Trấn Dương. Trấn Dương. Chúng ta sẽ đi qua bên phải chúng ta kia là Trung học phổ thông Trấn Dương. Đấy, và anh taxi. Đấy, xã Trấn Dương đấy, này cũng có nơi tuyệt vời này. Ở đây thì thanh tịnh đấy, không có nhà nào cao tầng lắm, nhà nào cao lắm chỉ là hai tầng thôi đấy. Thì thật sự là khu vực ở đây thật quá thanh bình. Đất Vĩnh Bảo này tuy là vẫn còn nghèo so với những cái huyện và cái thị xã khác mình đi, thì tuy nhiên thì nó thanh bình và nó rất là quê hương, mình cảm thấy là nó rất là nơi đáng sống đấy các bạn. Chỉ có cái là có thể là nó trông nó không được hoành tráng sang trọng, nhà to cửa rộng cổng đẹp thôi, nhưng mà mình cũng nghĩ rằng là nhà to cửa rộng cổng đẹp thì chưa chắc là nó đã có cái giá trị về cuộc sống. Thì cái đấy nó chỉ là cái hình thức để gọi là chúng ta sinh hoạt hàng ngày thôi, phô trương làm gì sống được bao lâu đâu, đúng không? Chúng ta cứ hạnh phúc với cuộc đời là được đấy. Đây là con đường Trấn Dương. Kia nó ôi giời, đoạn này ui giời, đoạn này nó này nát quá, đường nát quá. Ui phải đi hẳn lên này. Ui nát quá, neo hết là lên rau người ta là trồng rau bên về đường mình neo hết đấy. Bên một bên là mương, một bên là nhà đấy, xong rồi bên kia lại đường rồi lại nhà đấy. Thì nó ở giữa nó có con sông rất là thanh bình, thanh cảnh như này. Nếu như mà cái đoạn mương này mà sạch sẽ đấy, thì là nếu mà tắm và bơi được ở đây mùa hè thì là hạnh phúc đấy, hạnh phúc. Thế nhưng mà chỉ có điều tiếc là mình đang thấy là những cái con đường ở đây có nó
Con sông ở đây nó có rất nhiều rác, có rất nhiều rác nổi trên mặt mặt bề mặt chai lọ rồi nó có cái bung rất là nhiều. Thì cũng có thể là do là ở đây nó có cái chợ này, thì một phần là do cái chợ này thải ra và khu vực sinh hoạt nhà dân hai bên đường họ thải ra. Đấy, thì đây là đường Trấn 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 Dương, Trấn Dương Trấn Trấn tên là Trấn Dương Trấn Dương đi sắp quá đi đi từ ngoài đấy, ngoài ngoài quê hương Hải Phòng mình chở khách là chỗ của mình đi là 44 cây số các bạn, ra đây 44 cây số, đúng 43 phải mấy cây đấy các bạn, ở gần 44 cây, và bây giờ mình vòng về nó sẽ là 80 88 cây, 88 cây, 87 cây, 88 cây. Thì thật ra thì mình cũng sẽ không về đến chỗ trả chỗ mình đón khách đâu, mình sẽ chỉ về đến chân cầu Bính và mình sẽ đợi đón khách ở đấy. Đấy, thì mùa Covid này taxi bị cấm hết, công ty thì chỉ khoảng tầm 20 xe đi làm thôi, 20 xe 20 xe taxi của công ty đi làm thôi, đợt này cấm hết rồi thì không có xe đi làm. Thì thật ra thì 20 xe thì cũng gọi là nhiều rồi, bởi vì là người ta đã cấm mà người ta còn cho mình đi làm, thế là cũng đẹp rồi. Và tất nhiên là chỉ làm được đến 10 giờ thôi, có xe thì chỉ làm được đến 7 giờ tối thôi, 7 giờ tối là phải về rồi. Có xe thì đăng ký đến 10 giờ phải về, bởi vì 10 giờ là cấm hết, không ai được ra đường cả, cấm hoàn toàn, không ai được ra đường với Covid mà. Đấy, thì là 9 rưỡi là anh em là phải có khách thì cũng phải trả sách khách rồi, 9 rưỡi là bắt đầu trả khách rồi, có khách thì cũng phải trả khách, còn không có khách thì 9 rưỡi là túc tắc đi về, là về nhà là vừa. Đấy, thì cuộc sống Covid chúng ta phải chấp nhận. Đấy, mặc dù là Hải Phòng đến hiện tại là chưa có ai dương tính cả và vùng đất này vẫn còn khá là bình an, nhưng mà không biết được điều gì sẽ xảy ra đấy, bởi vì là dịch bệnh nó nhiều cái chúng ta không thể nói trước được điều gì. Đây là cầu ở đây rồi, đạo sẽ trái à, sẽ phải. Đó là cầu Trấn Dương các bạn, đi qua cầu Trấn Dương thì là chúng ta sẽ ra khỏi thị xã Trấn Dương ở đây. Chúng ta sẽ ra khỏi Trấn Dương thì chúng ta sẽ đi về trung tâm Vĩnh Bảo. Chúng ta sẽ đi qua cầu Hàn, đi đoạn đường này ra cầu Hàn. Và đường này rất là đẹp. Nhưng mà ở trên đây đấy thì nó có một cái biển này. Các bạn nhìn thấy biển 50 ở dưới đường này. Đấy thì cái biển 50 này nó cho chúng ta là chở đi dưới 50, nó gạch rồi. Thì mình cứ đi khoảng tầm dưới 45 là được, mặc dù đường này rất đẹp. Nói chung thì nó cũng là đường 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 xã, đường thị trấn thôi, nó chưa phải là cái đường đường quá là tuyệt vời, cho nên là nó chưa cho chúng ta đi thật nhanh được, nó còn nhỏ, đường còn hẹp. Đấy, đường đẹp như thế này là quá là đẹp rồi. Đi 50 thì hơi nhanh, cứ đi dưới 50. Anh Vigo đằng trước đi chắc cũng phải 50 rồi, đi cũng gần gần tới rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy đường này rất là đẹp luôn. Rồi đấy, đi ra cầu Hàn các bạn, đừng đi cầu Hàn. Đấy, đây có một cái chùa, không biết là cái cổng chùa này cũng to lớn, không biết là chùa gì, toàn chữ Trung Quốc này, mình không đọc được, không đọc được các bạn, toàn chữ Trung Quốc. Mình đi 40 mà có xe vượt mình thì có nghĩa là đường này cho phép đi nhanh hơn. Nhưng mà mình chưa nhìn thấy biển cho phép đi nhanh hơn, mình vẫn sẽ đi 45 40 thôi, bởi vì là lúc nãy có cái biển 50 gạch chéo rồi. Thì thật ra thì mình tuân thủ thôi, chứ còn công an thì Covid này là họ tập trung làm Covid chứ họ không đi bắn tốc độ. Đấy thì mình cứ tập trung đi đúng quy định thôi. Đây là thôn 2 xã Hòa Bình. Đấy, thôn 2 xã Hòa Bình. Hòa Bình. Thôn 2 xã Hòa Bình huyện Vĩnh Bảo. Xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo. Xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo. Đường rất là đẹp luôn, đường đi ra cầu Hàn cực kỳ đẹp. Đấy, chúng ta đi từ bến Phà Bầu đi ra đến đây đã là 10 phút rồi, 10 phút rồi mà không biết là đi được bao nhiêu cây. Đấy, 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 thanh niên đấy, không mũ không khẩu trang gì cả, không mũ không khẩu trang, cũng ít thế này. Không ai đây, chùa Tây Ninh. Đấy, đằng trước là vẫn có anh kia đi,
anh ấy đi cũng đúng tốc độ đấy. Đây thì bây giờ nó có cái biển này là biển hết khu dân cư này, hết biển hết khu dân cư các bạn ạ. Đấy, trước mắt mình là một cái biển hết khu dân cư, thì qua cái biển này chúng ta sẽ đi 50 được, mình đang 50 rồi, mình sẽ đi 50 qua cái biển này là mình sẽ đi 50. Thì đấy là thực sự là có nhiều cái mình phải tuân thủ thôi, chứ còn ai công an nơi đâu mà họ cứ dính chúng ta mãi được. Đây là chúng ta sẽ ngắm qua một chút là cái nhà thờ của huyện Vĩnh Bảo, huyện xã Hòa Bình. Đấy, một cái nhà thờ rất là đẹp. Đây là nhà thờ của Công giáo, và hai bên đường là hai bên cánh đồng màu xanh rực rỡ thôi. Đó, trước mắt là một cái nhà thờ. Có thể là anh em nhìn trong điện thoại thì nó rất là nhỏ, cái nhà thờ nó đang rất là nhỏ. Đấy, anh em không nhìn thấy được. Đây bây giờ lại có biển khu dân cư rồi. Đây lại có biển khu dân cư rồi thì thật ra thì mình lại phải giảm tốc độ. Đấy, không thể đi nhanh được. Bắt buộc phải đi dưới 40. Dưới 45. Dưới 45 cây. Dưới 40 cây. Để số 4 này. Đấy. Tam Cường. Đây là Tam Cường. Tam Cường Vĩnh Bảo. Tam Cường Vĩnh Bảo. Đấy. Mình cảm thấy đau đầu quá bạn ạ. Có thể là do tối qua mất ngủ một phần, sáng nay quên không lấy cái áo ấm nên là đầu giờ nó hơi đau, mắt bây giờ nó hơi căng, không biết là có chịu được cái lạnh này không, bởi vì là thời tiết đang rất là lạnh, cảm giác hơi khó chịu một tí. Bây giờ mà ốm sốt là bây giờ nó ốm sốt khéo họ tưởng mình bị rô-cô-la là họ cho mình đi cách ly, nguy hiểm lắm. Đại lý thuốc nào đấy, Vĩnh Bảo thì nổi tiếng có thuốc nào rồi. Đấy, chúng ta sẽ đến một cái cầu, cầu này có lẽ là cầu Hàn đây rồi, và chúng ta sẽ qua một cái chốt kiểm dịch. Bây giờ đi đâu cũng kiểm dịch các bạn ạ, kiểm dịch bây giờ nó là một cái gọi là nó là một cái tất lẽ dĩ ngẫu rồi, nghiễm nhiên rồi, và chúng ta phải làm quen với nó. Vừa nãy mình đến thì họ đã kiểm tra mình rồi, không biết bây giờ mình đi về thì họ có bắn nữa không, thì không biết họ có bắn nhiệt độ nữa không. Nhiệt độ của mình thì nó cứ 37 độ thôi, nghĩa là phải 36 độ thôi, nhưng mà mình đang đau đầu, có lẽ là người nó hơi nóng hơn bình thường một tí. Mình cho tí gió vào trong xe đi. Đấy, ở đây vẫn chạy công nông các bạn ạ. Ở quê mình thì công nông cấm hẳn rồi, chạy công nông nó bắt nó phạt luôn. Đây đường này cho phép chạy 50 này, mình sẽ chạy 50 lên cầu Hàn các bạn ạ. Cầu Hàn và cấm rẽ phải và cấm quay đầu luôn trên cầu. Chúng ta sẽ thấy là cầu Hàn đấy. Thì có biển 50 chúng ta cứ chạy 50 thôi, ta không cần để ý đó. Cứ 50 mà chạy. Thì thật ra thì đây là có lẽ là lần đầu tiên mình chạy qua cái cầu Hàn này. Thực ra là lần thứ hai, bởi vì lúc đấy là đến là một lần, bây giờ đi về là một lần là hai. Đấy, nói đúng là như thế. Mình muốn review cái kỷ niệm đi lái taxi mà đi xuyên tỉnh thế này. Lần trước mình đi Mạo Khê thì đấy, thì họ bây giờ họ lại đo lại này. Vừa nãy họ đo rồi, bây giờ họ lại đo lại này. Đấy, anh kia dừng thì anh này cũng phải dừng nữa, mình cũng phải dừng nữa. Tất cả phải dừng hết. Bởi vì tất cả phải dừng hết. Vâng, em chào cán bộ. À vâng. Nghe trong xe nó mát nó phải. Rồi, cảm ơn anh nhé. Vâng, vâng. Anh làm sao đây? Đo lại à? Ừ. Không biết là đo bao nhiêu độ mà đo lại nhé. Đấy. Nhỉ lắm các bạn ạ. Thôi mình cứ thoát được về là được rồi. Cứ về huyện, về làng, về xã là được rồi. Tối nay chỉ được làm mới 9 rưỡi thôi mà. Không phải làm xuyên đêm, có được làm xuyên đêm đâu. Xuyên đêm thì xuyên đêm thì cũng không làm được. Bởi vì là cơ bản là cũng ngại lắm. Ngại làm xuyên đêm lắm. Bởi vì nói đúng là do Covid này họ không cấm thì mình thật sự cũng không muốn làm xuyên đêm. Đấy. Bởi vì không có khách các bạn ạ. Không có khách mà
mà ngủ trong xe thì làm sao sướng mà ngủ trên giường của mình được. Đấy, ngủ trong xe thì làm sao mà sướng được. Ngủ trong xe thì nó cái cảm giác trong xe nó chật hẹp, nó bí bách. Đấy, nằm thì nằm lại ngoài đường, có hôm nó ấm ấm nằm ẩm thì lại nắm muối. Đấy, thật sự là không muốn trực đêm xuyên đêm. Đấy, nên là có kỳ Zucona này đâm ra cũng được nghỉ một tí, cũng thoải mái. Thoải mái tư tưởng và cũng như là tinh thần, cũng như là về cái sức khỏe. Ngủ trên giường ngủ nó sâu ấy, ngủ xe nó chật chội, nó không được tuyệt vời nhá. Nó không được tuyệt vời. Đấy, mình cảm thấy là đầu mình hơi ấm ấm hơn bình thường, hơi nóng hơn bình thường. Hơi nóng hơn bình thường. Đấy, bởi vì là mình biết mà, mình biết là sáng nay mình mặc phong phanh mà. Bây giờ mình vẫn mặc phong phanh mà. Mình vẫn mặc cái áo sơ mi thôi. Nhưng tuy nhiên thì mình cảm thấy nóng người thôi, chứ mình không cảm thấy là hắt hơi hay là sổ mũi gì. Mình chỉ là nóng người mới lại chạy xe đường dài. Chạy xe đường dài thì nó đúng là nó hơi căng thẳng đầu óc một tí. Bởi vì là đêm qua là mình đang ngủ thì có khách gọi đi cấp cứu mà. Có khách gọi đi cấp cứu thì đâm ra là mình bị mất ngủ nên là đầu nó hơi căng, đầu nó hơi đau. Hơi tức một tí. Làm cái nghề này thì đúng là nó phải trả giá một số cái, đúng là không thể nói cho ai được. Đấy, bây giờ đầu nó hơi căng, nó hơi nặng. Bởi vì là đêm qua là đang ngủ là trung tâm gọi điện là anh ơi đi đón khách. Anh ơi đi đón khách cấp cứu lên bệnh viện tiệp cấp cứu. Thôi thì mình dậy mình đi thôi, nhưng mà cơ bản thì nó đau đầu. Bây giờ thì là về đến Tân Lập rồi. Đấy, lại có biển hết khu đô thị rồi này các bạn ạ. Lại có biển hết khu đô thị rồi thì sẽ đi thẳng một mạch luôn, 50 cây số trên 1 giờ. Và chúng ta sẽ phải qua một cái trạm nữa ở đây thì mới đến được cầu Khuế, thì mới về được thành phố. Đấy, khổ thật, vừa nãy đến đã đo rồi, bây giờ về nó cũng bị đo nữa. Mình đang ấm ấm này, không biết là đo nó quá nhiệt không thì họ lại bắt lại. Cứ 35-36 độ là qua đó bạn ạ. 35-36 phải mấy độ là qua. Nhưng mà lại cứ 37-2 là bắt đầu họ lại ấy rồi. Họ lại hơi giữ giữ mình rồi. Hơi giữ mình lại. Họ lại đo đi đo lại mấy lần xem nhiệt độ có giảm không. Đấy, ông nào mà đo 37-5 là hơi bị dở đấy. Ông nào mà đo 37-5 là dở lắm. Không phải là đơn giản. Bây giờ lại thế. Cuộc sống này nó lại nhiều cái. Ôi giời. Lâu lắm rồi mình mới đi đường Vĩnh Bảo. Lần trước mình đi một lần rồi. Nhưng mà lần đấy là cũng mới lấy xe. Mới lấy xe thì mình lại chưa mua được cái điện thoại này, thì chưa review được. Nhưng mà ông cũng đi về cái đường đấy. Cũng đi về cái đường Trấn Dương. Ông cũng về đến Trấn Dương, cũng đi qua cầu Trấn Dương thôi. Thì coi như là lần này là kỷ niệm. Hôm nay mình mới chạy qua hai cuốc các bạn ạ. Cuốc đầu tiên thì 50.000, cuốc này giờ là 440, thế là được 490.000 rồi. Đấy, muốn có đát có thưởng thì phải chạy 101 nữa là 600.000. Được thưởng 50.000. Đấy. Được hỗ trợ 50.000 tiền xăng. Thì mới đạt ngày công. Bây giờ về quanh quẩn không biết khô khoáng thời gian 10 giờ tối thì em có kiếm được 101 nữa không? 102 nữa thì đẹp. Đấy. Đây là trạm. Đây là một cái trạm nữa và chắc chắn là họ sẽ này. Đấy, cán bộ đấy. Cán bộ này này. Cán bộ này không thấy chạy. Cán bộ này không thấy chặn mình thì mình lại đi thôi. Cán bộ không chặn thì mình lại đi. Cán bộ không vẫy vào thì mình lại đi. Rất đơn giản. Đấy, đáng nhẽ là đi vào ông đã đo nhiệt độ rồi, đúng không? Ông đã bắn nhiệt độ rồi. Thì là đi ra thì ông không bắn nữa chứ. Nói là đúng. Ông cứ bắn hai lần làm gì, đúng không? Chuyến đi ra là ông nhớ mặt tôi đi ra, ông biết là tôi đi ra. Quan trọng là đi vào, đúng không? Quan trọng đi vào đây,
Thôi thì mình sẽ review các bạn đến đây thôi. Thì cái video nó dài quá, 20 phút thì nó cũng sẽ không còn được mặt nồng. Thì mình sẽ ra chạm tạm biệt các bạn nhé. Thì trước mắt sẽ là bến Cầu Khuế rồi, và qua Cầu Khuế là sẽ về Kiến An rồi, lại về Hải Phòng rồi. Thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã quan tâm theo dõi.